Huấn luyện viên Park gọi Phi Sơn và Văn Đại lên tuyển Việt Nam. Tiền vệ Trần Phi Sơn lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong khi đó, tiền đạo Ngân Văn Đại luôn là nhân tố dự phòng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Phi Sơn đang khoác áo câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu tiên tiền vệ sinh năm 1992 được huấn luyện viên Park gọi lên tuyển Việt Nam. Trước đó, anh từng lên tuyển dưới thời huấn luyện viên Toshiya Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Trong khi đó, Ngân Văn Đại đã chuyển từ câu lạc bộ Hà Nội về đội hạng nhất Quảng Nam. Văn Đại đã lên tuyển nhiều lần dưới thời huấn luyện viên người Hàn nhưng chưa tạo được chỗ đứng trong sơ đồ tấn công của đội. Cả hai cầu thủ này là phương án dự phòng mà tuyển Việt Nam chuẩn bị khi Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Văn Toàn nhiễm Covid-19. Sau khi liên lạc với hai cầu thủ và câu lạc bộ chủ quản, Văn Đại và Phi Sơn có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam vào chiều ngày 14 tháng 1. Trước đó một ngày, 27 cầu thủ sẽ có mặt ở Hà Nội và bước vào tập luyện trong chiều ngày 13 tháng 1. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF yêu cầu các cầu thủ phải có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng 48 giờ trước khi hội quân tùy vào tình hình thực tế mà đội tuyển sẽ tiếp tục bổ sung thêm nhân sự. Sáng ngày 13 tháng 1, một số cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải đã có mặt ở khách sạn Grand Plaza. Các cầu thủ khác lần lượt có mặt sau. VFF cho biết để có thể chủ động trong mọi tình huống, ban huấn luyện đã chuẩn bị các phương án nhân sự. Nhiều khả năng, tuyển Việt Nam sẽ bổ sung gấp một số gương mặt trong danh sách đăng ký sơ bộ. Ở đợt tập trung này, một số gương mặt trở lại đội tuyển là trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, tiền vệ Tô Văn Vũ, tiền đạo Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng. Đội dự kiến đi Melbourne gặp Australia vào ngày 21 tháng 1 và thi đấu vào ngày 27 tháng 1. Sau đó, họ trở về để tiếp tuyển Trung Quốc ngày mùng 1 tháng 2.